Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Anh. Rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng bản tin tuần Văn Lan News số 18. Bản tin quen thuộc được phát sóng vào mỗi tối chủ nhật trên fanpage và YouTube của trường học Văn Lan, cung cấp cho cộng đồng Văn Lan những tin tức mới trong tuần về đời sống học đường. Tin vui cực lớn cho Văn Lan để chào tạm biệt tháng 10, đó là sự kiện trường học Văn Lan đạt chứng nhận đạt chuẩn QS Star 4 sao. QS University Rankings là một trong ba bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới uy tín nhất toàn cầu. Ngày 29 tháng 10 năm 2021, trường Đại học Văn Lang chính thức nhận chứng nhận QS Stars 4 sao từ tổ chức xếp hạng QS của Anh Quốc. Theo thông báo từ tổ chức QS, trường Đại học Văn Lang là đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn QS Star 4 sao ngay trong lần đầu đăng ký kiểm định. Chứng nhận 4 sao cũng là xếp loại QS cao nhất của các đại học Việt Nam đến thời điểm hiện tại. QS Star gồm 8 nhóm tiêu chuẩn và hơn 50 tiêu chí giúp đánh giá toàn diện các hoạt động chính của một trường đại học. Theo đánh giá tổng thể của QS, trường Đại học Văn Lang đạt điểm tối đa 5 sao đối với 4 nhóm tiêu chuẩn: phát triển học thuật, cơ sở vật chất, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, trách nhiệm xã hội. Văn Lang đạt chuẩn 4 sao với 2 nhóm tiêu chuẩn: chất lượng giảng dạy và văn hóa nghệ thuật. Sự kiện trao chứng nhận QS Stars 4 sao cho trường Đại học Văn Lang dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11 năm 2021. Cộng đồng Văn Lang tự hào chúc mừng dấu ấn mới của nhà trường, động lực tuyệt vời khởi đầu năm học 2021-2022. Với định hướng quốc tế hóa, trường Đại học Văn Lang nhận những tin vui về hợp tác quốc tế với các trường đại học uy tín ở New Zealand, Anh Quốc, Hàn Quốc và Philippines. Sáng ngày 27 tháng 10, trường Đại học Văn Lang chính thức trở thành đối tác của Đại học Waikato, New Zealand. Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị sẽ xây dựng chương trình liên kết 2+2. Sinh viên hoàn thành 2 năm học đầu ngành quan hệ công chúng tại Văn Lang sẽ được chuyển tiếp học chương trình cử nhân kinh doanh hoặc cử nhân truyền thông tại Đại học Waikato. Văn Lang News mời các bạn kết nối với tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Thường trực, trưởng khoa quan hệ công chúng và truyền thông để cùng tìm hiểu về những nội dung tiềm năng mà hai đơn vị sẽ hợp tác trong thời gian tới nhé. Khoa quan hệ công chúng truyền thông trường Đại học Văn Lang đã vui mừng ký kết hợp tác thành công với Đại học Waikato, chương trình liên kết đào tạo gọi là 2+2. Chương trình cũng dành cho sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 đang học tại khoa quan hệ công chúng trường Đại học Văn Lang hoặc sinh viên của các trường đại học khác mà đang có mong muốn, có nguyện vọng chuyển đổi sang học tại trường Waikato. Một vấn đề mà chúng tôi rất tin tưởng về tiềm năng của chương trình này, vì đây là một cái chương trình chúng tôi trải nghiệm rất nhiều năm. Trường Đại học Waikato được xếp hạng là 200 trường đại học hàng đầu thế giới về nghiên cứu truyền thông. Đặc biệt cái bằng cử nhân truyền thông của Đại học Waikato là bằng truyền thông duy nhất của New Zealand và là một trong 4 bằng bên ngoài Hoa Kỳ được chứng nhận bởi Hiệp hội Quan hệ Công chúng Hoa Kỳ, được gọi là một cái đơn vị đặt ra tiêu chuẩn vàng cho giáo dục quan hệ công chúng. Văn Lang chúng tôi là trường đại học tiên phong đào tạo ngành quan hệ công chúng tại phía Nam Việt Nam. Với uy tín bề dày đào tạo hơn 15 năm, thì chúng tôi tin tưởng chương trình hợp tác 2+2 với Đại học Waikato rất hấp dẫn với những sinh viên khoa quan hệ công chúng của ngành quan hệ trung chúng hoặc là ngành truyền thông, mong muốn trải nghiệm học tập truyền thông mang tính đẳng cấp quốc tế. Thì đây cũng là định hướng quốc tế hóa trong chương trình đào tạo tại trường Đại học Văn Lang cho tất cả các ngành. Với khối ngành sức khỏe, trường Đại học Văn Lang ký kết MOU với Đại học Perpetual Health System Dental Philippines, hướng đến mục tiêu đồng tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo, trao đổi giảng viên và các nhà nghiên cứu, trao đổi chuyên môn thông qua các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học, thiết kế các khóa học ngắn hạn cho sinh viên và giảng viên, xây dựng chương trình trao đổi sinh viên và chương trình thực tập cho sinh viên khối ngành sức khỏe của hai trường. Tại Philippines, trường Đại học Perpetual Health System Dental cung cấp nền giáo dục chất lượng trong 45 năm qua. Ở bậc đại học, trường hoạt động nổi bật ở các lĩnh vực y dược, răng hàm mặt, điều dưỡng, dược, trị liệu hô hấp, cao đẳng công nghệ X-quang, vật lý trị liệu và kỹ thuật y tế. Ngày 28 tháng 10, trường Đại học Văn Lang chính thức hợp tác với trường Đại học Inha Hàn Quốc, tạo tiền đề cho sinh viên ngành Logistics, ngành ngôn ngữ Hàn và ngành Đông phương học chuyên ngành Hàn Quốc học có cơ hội học tập tại Hàn Quốc. Theo biên bản ký kết, trường Đại học Văn Lang và trường Đại học Inha sẽ hợp tác chương trình liên kết 2+2, ngành Global Logistics and Business Administration và Korean Language and Culture. Chương trình hướng đến phát triển chất lượng giáo dục đại học của hai trường và tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc.
một tuần buổi thu tin vui về hợp tác quốc tế, trường Đại học Văn Lang tiếp tục mở rộng hợp tác với Đại học Huddersfield, top 10 trường đại học có chất lượng giảng dạy tốt nhất tại Anh Quốc. Việc hợp tác hướng đến mục tiêu mở rộng cơ hội cho sinh viên du lịch Văn Lang tham gia các chương trình trao đổi sinh viên và học tập các chương trình liên kết quốc tế 1+3, 2+2, 3+1. Trước đó, Văn Lang và Huddersfield đã hợp tác về chương trình thạc sĩ tại Đại học Huddersfield với nhiều ưu đãi hấp dẫn về học phí. Các biên bản MOU-MOA được ký kết mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên trường Đại học Văn Lang tiếp cận và trải nghiệm môi trường giáo dục theo định hướng quốc tế hóa. Đây cũng là những tiền đề thuận lợi để Văn Lang phát triển lĩnh vực học thuật, nghiên cứu khoa học và các dự án hợp tác quy mô lớn trong tương lai. Bên cạnh rất nhiều tin vui về hoạt động quốc tế, tuần qua, hoạt động kết nối doanh nghiệp, đào tạo nội bộ trong trường Đại học Văn Lang cũng có nhiều dấu ấn nổi bật. Chuỗi chương trình định hướng nghề nghiệp, trau dồi kỹ năng để chinh phục các nhà tuyển dụng cho các bạn sinh viên cũng được khoa, phòng, trung tâm tổ chức đa dạng. Quả là một tuần chuyển động đầy mạnh mẽ. Hãy cùng mình review lại nha. Theo thông báo kết quả xếp loại chất lượng hoạt động đối với các công đoàn cơ sở trường đại học, cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, công đoàn cơ sở trường Đại học Văn Lang vinh dự là một trong 6 đơn vị đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là thành quả ghi nhận những nỗ lực của ban chấp hành công đoàn cùng tập thể 34 tổ công đoàn trường Đại học Văn Lang trong năm học qua. Chúc công đoàn trường tiếp tục xây dựng nhiều hơn những hoạt động ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng Văn Lang trong năm học tới. Từ cuối tháng 9 năm 2021, Phòng đảm bảo chất lượng trường Đại học Văn Lang tổ chức chuỗi tập huấn đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên. Khóa tập huấn được tổ chức online qua nền tảng MS Teams. Báo cáo viên xuyên suốt chuỗi tập huấn là Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cương, quyền trưởng Phòng đảm bảo chất lượng đào tạo. Vấn đề kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái sự tồn tại phát triển của bất cứ một trường đại học nào. Để có thể thực hiện tốt những công tác là đảm bảo và kiểm định chất lượng thì tất cả các giảng viên, các cán bộ quản lý và nhân viên phải đều hiểu được những cái khái niệm cơ bản nhất của kiểm định chất lượng, và quan trọng nhất đó là hiểu được cái vai trò của mình, cái sự tham gia của mình trong toàn bộ những cái quy trình và đảm bảo chất lượng. Thì với chuỗi hội thảo vừa rồi thì thầy nghĩ rằng là có thể đã là trang bị giúp các quý thầy cô của nhà trường Đại học Văn Lang chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng, hiểu được cái vai trò và cái vị trí của mình, những đóng góp của mình đối với sự phát triển ngày càng bền vững của trường Đại học Văn Lang. Theo như thống kê thì mỗi tuần đều có tầm là hơn 600 các quý thầy cô tham gia vào, và trong những buổi chia sẻ như vậy là các thầy cô trong trường chúng ta đã tham gia rất là tích cực vào từng cái nội dung này, đặc biệt như là những nội dung liên quan đến vấn đề là giảng dạy online. Các thầy cô cũng chia sẻ những cái tâm tư của mình, những cái đóng góp của mình trong cái quá trình mà giảng dạy online trực tuyến cho sinh viên chúng ta trong thời gian qua, và cũng trong qua đó là cũng có thể có những cái sự gọi là đối sánh với những cái khuyến nghị, với những cái gọi là hướng dẫn của các tổ chức đảm bảo chất lượng trên thế giới cũng như là các trường đại học lớn trên thế giới. Từ đó có thể thấy rằng là mình có những điểm gì mình mà chưa đạt được, có những gì mình có thể học hỏi được từ các trường khác trên thế giới. Đặc biệt là trong cái nội dung thứ 5 đó là vấn đề xây dựng văn hóa chất lượng, thì đúng là cũng là một cái điều mà hầu hết các trường đại học bây giờ đang hướng tới, và đặc biệt với Đại học Văn Lang chúng ta đang hướng đến cái văn hóa Văn Lang. Đấy, thì các quý thầy cô cũng tham gia có những sự chia sẻ rất là thẳng thắn để làm sao cho là chúng ta sẽ có một cái văn hóa Văn Lang thực sự đặc sắc và góp phần vào cái việc là xây dựng cái vững mạnh cái cộng đồng Văn Lang của chúng ta. Sáng ngày 28 tháng 10, triển lãm nông sản TechMark 2021 tổ chức khai mạc, thu hút hơn 150 công nghệ từ 50 viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ tham gia quảng bá và xúc tiến thương mại. Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến AIM Tech, trường Đại học Văn Lang lần đầu tiên tham gia sự kiện, mang đến 3 công nghệ tạo dấu ấn Văn Lang tại khu công nghệ chế biến bao gồm sấy trái cây, bảo quản rau củ quả và chế biến snack da cá không dầu chiên. Chuỗi sự kiện Job Fair Online năm 2021 do Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên trường Đại học Văn Lang tổ chức kéo dài từ ngày 25 tháng 10 đến 30 tháng 11 với hơn 100 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia. Đây hứa hẹn sẽ là sự kiện việc làm quy mô lớn nhất tháng 11 dành cho sinh viên Văn Lang. Khởi động chuỗi sự kiện là 3 webinar về hướng nghiệp và kỹ năng ứng tuyển chinh phục nhà tuyển dụng. Các diễn giả khách mời giao lưu cùng sinh viên Văn Lang là chị Phạm Thị Thùy Chi, nhà sản xuất các chương trình giáo dục VTV7, anh Lê Tuấn Anh, quản lý chuyên môn hướng nghiệp Top CV, chị Phạm Minh Hiền, giám đốc dự án HR Partners tại Top CV.
Sáng ngày 31 tháng 10, Khoa PR tổ chức chuyên đề đằng sau những dự án PR truyền thông thành công trong khuôn khổ môn học quản trị dự án. Buổi chuyên đề có sự góp mặt của các khách mời giàu kinh nghiệm, anh Cấn Trần Đăng Khoa, giám đốc kinh doanh Elite Group, chị Phan Thị Lan Phương, giám đốc chiến lược công ty cổ phần The One Digital. Học tập kinh nghiệm từ thành công của những người đi trước là một cách học hữu ích và hấp dẫn với sinh viên theo học lĩnh vực PR truyền thông. Ngày 30 tháng 10, sinh viên khoa thương mại tham gia buổi học đặc biệt cùng tiến sĩ tâm lý Tonya với chủ đề Độc vị đối tác và xây dựng phong cách đàm phán. Các bạn sinh viên đã thu nạp thêm những bí kíp đắc lực để thấu hiểu khách hàng thông qua ngôn ngữ cơ thể, nâng cao kỹ năng giao tiếp, tạo dựng thương hiệu cá nhân. Thông tin nối tiếp của khoa thương mại, Webinar Mini Leadership Conference năm 2021, chuyển đổi tư duy, thiết lập quỹ đạo đã diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 10. Sự kiện thuộc khuôn khổ Hội nghị lãnh đạo trẻ 2021 do khoa thương mại trường Đại học Văn Lang và AIESEC chi nhánh phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trong khuôn khổ hợp tác giữa khoa mỹ thuật và thiết kế trường Đại học Văn Lang và công ty GNT Studio Nhật Bản, webinar dự án gia công truyện tranh Nhật Bản ngày 30 tháng 10 đã giới thiệu các dự án đang và sắp phát hành tại GNT, một trong những công ty công nghệ thông tin hàng đầu Nhật Bản hiện nay. Cùng với những thông tin hấp dẫn về lĩnh vực thiết kế đồ họa, tựa game, truyện tranh, phát triển web, mobile, dịch vụ offshore, chương trình kết nối sinh viên ngành mỹ thuật số tiếp cận cơ hội việc làm rộng mở tại GNT. Nằm trong chuỗi tọa đàm chuẩn bị nguồn nhân lực du lịch hậu Covid-19, ngày 31 tháng 10, khoa du lịch tổ chức webinar thứ hai với chủ đề Bức tranh nguồn nhân lực và cơ hội phát triển sự nghiệp. Trong bối cảnh ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng chịu tổn thương rất lớn trong đại dịch Covid-19, việc định hướng tổng quan cơ hội nghề nghiệp mang lại cái nhìn bao quát và lạc quan cho các bạn sinh viên trong bối cảnh phục hồi của ngành nghề hậu Covid. Thông tin mới về tuyển sinh bậc sau đại học, trường Đại học Văn Lang thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh trình độ đào tạo thạc sĩ năm học 2021-2022 đối với 13 ngành đến hết ngày 15 tháng 11. Thời gian thi tuyển dự kiến vào ngày 18 và ngày 19 tháng 12. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến thí sinh là cựu sinh viên Văn Lang với chính sách giảm từ 10% đến 100% học phí toàn khóa cho các nhóm đối tượng cựu sinh viên. Thông tin chi tiết mời các bạn đọc hướng dẫn trên website fanpage trường Đại học Văn Lang hoặc liên hệ phòng đào tạo sau đại học để được tư vấn nhé. Trong tình hình diễn biến dịch Covid-19, một số sinh viên khóa 23 và khóa 22 ngành kiến trúc, kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật xây dựng có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp sớm vì lý do cá nhân, nhà trường hướng dẫn các bạn thực hiện theo hai cách: nhận trực tiếp tại các cơ sở trường hoặc nhận qua hình thức trực tuyến. Sinh viên vui lòng đăng ký với văn phòng khoa qua email tối thiểu 2 ngày trước khi nhận và nhận bằng theo lịch do nhà trường sắp xếp nhé. Nhà trường mong muốn trực tiếp trao bằng cho các bạn sinh viên trong ngày lễ tốt nghiệp khi điều kiện cho phép tổ chức tập trung. Hy vọng ngày vui sớm tới nha gia đình Văn Lang ơi! Sáng Chủ nhật, Khoa Thương mại tổ chức lễ nhập môn chào đón sinh viên khóa 27. Buổi sinh hoạt có sự tham gia của chị Thư Tống, SCM Manager của Tapestry, cựu sinh viên khóa 4 chuyên ngành thương mại quốc tế, anh Nguyễn Minh Khánh, Marketing Manager của tập đoàn Long Beach, cựu sinh viên khóa 10 ngành Marketing, chị Harmony Lê, thành viên Hiệp hội Tư vấn Hình ảnh Quốc tế, tổ chức uy tín trong ngành. Trước đó, ngày 29 tháng 10, Khoa Thương mại tổ chức buổi tư vấn định hướng chuyên ngành cho hơn 300 bạn sinh viên khóa 25 và khóa 26. Thầy cô và khách mời đã đưa ra những lời khuyên và thông tin lựa chọn giữa hai chuyên ngành, kinh doanh quốc tế và thương mại điện tử. Các bạn sinh viên được tư vấn định hướng chiến lược cho bản thân, hiểu được mục tiêu và cấu trúc chương trình đào tạo để chủ động kế hoạch học tập. Vào mỗi đầu năm học, Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông luôn đầu tư tổ chức những chương trình chào đón tân sinh viên độc đáo, mang đến cho các bạn tân sinh viên PR kỷ niệm đẹp, đánh dấu cột mốc khởi đầu đáng nhớ thời sinh viên. Năm nay, chương trình chào đón tân sinh viên khóa 27 Khoa PR mang chủ đề Diffusion, lần đầu tiên diễn ra online với chuỗi hoạt động bao gồm các thử thách, thanh âm lan tỏa, tiếng vọng, gian hợp xướng. Chuỗi hoạt động Diffusion còn có các trò chơi, mini game vô cùng thú vị, đậm chất sáng tạo của sinh viên PR Văn Lang. Cuộc thi kỹ năng giảng dạy Fola Test do câu lạc bộ Fola khoa ngoại ngữ tổ chức từ giữa tháng 9 hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của các bạn sinh viên về tầm quan trọng của năng lực sư phạm, tạo sân chơi rèn luyện kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên. Vượt qua 3 vòng thi, kỹ năng soạn giáo án, kỹ năng giảng dạy và mô phỏng giảng dạy online, bạn Dương Trâm Anh, sinh viên khóa 24 đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc. Qua cuộc thi này thì Trâm Anh được học rất nhiều điều bổ ích từ các mentors cũng như là từ các bạn sinh viên khác. Trâm Anh biết
biết cách đi bài chặt chẽ hơn nè, tạo ra những cái game để tương tác với học sinh nè. Trâm Anh thường xuyên luyện tập tiếng Anh và học tiếng Anh qua những bộ phim nước ngoài. Thì các bạn có thể dựa theo cả sở thích của mình, như là mình thích nghe nhạc thì mình sẽ nghe nhạc tiếng Anh nhiều hơn, mình thích xem phim thì mình xem tiếng Anh nhiều hơn, hoặc là mình thích đọc báo, đọc sách thì mình sẽ tìm những cuốn sách, tìm những trang báo có tiếng Anh để mình có thể nâng cái khả năng trình độ tiếng Anh của mình lên nhé. Các bạn sinh viên Văn Lang cùng mình cố gắng tham gia vào các câu lạc bộ tiếng Anh, ví dụ là Fola Club, để các bạn có thể trao đổi và học hỏi cách học tiếng Anh nhiều hơn nhé. Và ngoài ra, sắp tới đây Fola Club có mở một cái group có tên là Speak Up Grow Up, và cái group này là dành cho tất cả sinh viên toàn trường Đại học Văn Lang có thể vào đây để có thể chia sẻ cách nói tiếng Anh cũng như là cách học tiếng Anh và các cách phát âm tiếng Anh đúng nhất nhé. SCGP Packaging Design Challenge là cuộc thi thiết kế bao bì thường niên do tập đoàn SCGP tổ chức tại Thái Lan. Năm 2021, cuộc thi lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam với tổng giải thưởng lên đến 120 triệu đồng. 55 tác phẩm của sinh viên ngành thiết kế đồ họa trường Đại học Văn Lang tham gia cuộc thi, trong đó có 6 đội thi xuất sắc lọt vào top 9 vòng chung kết. Những sản phẩm của sinh viên thiết kế đồ họa Văn Lang không chỉ chú trọng yếu tố mỹ thuật mà còn đảm bảo tái sử dụng được bao bì, bảo vệ môi trường. Chúc 6 đội thi hoàn thiện tốt sản phẩm và thuyết trình xuất sắc vào tháng 11 tới nhé! Nhằm nâng cao tinh thần sáng tạo của sinh viên trong thời gian tạm xa trường lớp, đồng thời giúp các bạn lập được thời gian biểu hợp lý, tăng hiệu quả học tập, cân đối thời gian dành cho gia đình, bạn bè, Đoàn hội khối ngành sức khỏe trường Đại học Văn Lang phát động cuộc thi Your Day năm 2021, một ngày của sinh viên khối ngành sức khỏe VLU có gì? Sinh viên ngành răng hàm mặt, điều dưỡng, dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học sẽ chia sẻ video giới thiệu các hoạt động thường nhật như nấu ăn, tập thể dục, ca hát, nhảy múa, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong cộng đồng sinh viên khối ngành sức khỏe của Văn Lang. Học online nhưng không bye bye hoạt động ngoại khóa. Tháng 11 sắp tới của sinh viên Văn Lang hứa hẹn rộn ràng với loạt chương trình mới hấp dẫn lắm nha. Đầu tiên, giải cờ vua sinh viên thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tranh cúp Văn Lang lần thứ 6 năm 2021. Khởi động đăng ký từ tháng 11 đến ngày 7 tháng 12 dành cho sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh thành. Giải đấu sẽ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Tonelo.com của Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021. Cũng về lĩnh vực thể thao, Đoàn hội trường Đại học Văn Lang cùng truyền hình Văn Lang phối hợp tổ chức chuỗi talk show thể thao phát sóng tối thứ Bảy hàng tuần từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11. Series gồm 3 chủ đề: Futsal Việt Nam thành công xuất phát từ những nỗ lực và đam mê, kỹ năng xử lý chấn thương trong thể thao, cân bằng dinh dưỡng trong thể thao. Tập đầu tiên phát sóng vào tối 30 tháng 10. Khởi động tháng 11 nhiều năng lượng, cuộc thi Văn Lang's Got Talent chính thức comeback với chủ đề Be the Best of Yourself. Cuộc thi khuyến khích các bạn trẻ Văn Lang tự tin thể hiện tài năng ca hát, nhảy múa, khả năng thể thao, diễn xuất, tài năng tổng hợp của bản thân trước cộng đồng, hoàn thiện chính mình và chia sẻ nguồn cảm hứng cho cộng đồng Văn Lang. Năm nay, vòng sơ loại diễn ra trực tuyến vào ngày 7 tháng 11. Hãy cùng đón chờ những tài năng mới sẽ nở rộ trong mùa Văn Lang's Got Talent năm nay nha! Chúng ta đang cùng trải qua những giờ cuối cùng của tháng 10, chờ đón tháng 11 bận rộn kế hoạch và dự định mới. Chúc mỗi thành viên Văn Lang nhiều sức khỏe, tận hưởng niềm vui học tập và công việc mỗi ngày. Văn Lang News hẹn gặp cả nhà trong bản tin tuần sau. See you!